Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một cái căn nhà dự án rất là mới gần với trạm bơm Yên Nghĩa mọi người ơi. Cụ thể thì nó thuộc Đông La, Hoài Đức, Hà Nội. Với cái dự án này thì chỉ còn duy nhất 4 căn và Ngọc Ánh sẽ quay một trong 4 căn đấy gửi tới quý vị. Với cái đường ngõ trước nhà thì thực tế như căn nhà này ô tô đỗ được đến tận cổng mọi người nha. Và mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể của cái căn nhà. Ngõ trước nhà ở đây thì được 2m7 mọi người ạ. Và đây là căn nhà mà Ngọc Ánh muốn giới thiệu tới mọi người. Với diện tích là 30m2, thiết kế hướng nhà là hướng Tây Nam. Căn nhà này đã được hoàn thiện xong hết, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Với cái vị trí căn nhà này thì rất là thoáng mọi người nha. Và với căn nhà đây đã được hoàn thiện xong rồi. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt mỹ thuật. Đây. Và bên trong là cửa nhôm kính. Mời mọi người theo em vào cụ thể tầng 1 của ngôi nhà. Với cái diện tích 30m2 thì thiết kế như thế nào với căn nhà 3 tầng như thế này? Mời mọi người theo em, đây chính là phần phòng khách của ngôi nhà. Cái toàn bộ phần hoàn thiện của ngôi nhà đã được hoàn thiện xong hết. Với căn nhà này thì chủ đầu tư có tặng đồ nội thất mọi người ạ. Và với ở tầng 1 này thì còn thiếu một bộ sofa phòng khách nữa mọi người nha. Thì là sắp tới có ảnh, nếu như quý vị nào muốn biết thông tin thì có thể add Zalo và Ngọc Ánh sẽ gửi riêng cái ảnh bộ sofa đấy cho quý vị. Còn ở đây thì căn nhà này phần điện, phần nước cũng như là sổ đỏ đều đã được hoàn thiện đầy đủ. Sổ đỏ riêng biệt, điện riêng, nước riêng, hồ sơ điện, hồ sơ nước đầy đủ hết rồi mọi người ơi. Với cái phần phòng khách cũng được trang trí một chiếc quạt trần cũng như là cái ngoài cái phần quạt ra thì đây nó là cái phần đèn mọi người ạ. Quạt đèn trang trí, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện cũng được hoàn thiện xong hết rồi. Trần phào xung quanh ở đây quý vị có thể nhìn thấy đây. Thực tế căn nhà này thiết kế cũng khá là chỉn chu, giá chào bán 1.900.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị nào có nhu cầu, căn nhà này thì Ngọc Ánh xin nhắc lại, nó là thuộc Đông La, Hoài Đức, cách với trạm bơm Yên Nghĩa nó chỉ khoảng tầm 300m thôi, giao thông đi lại cũng rất là thuận tiện. Với vị trí căn nhà thì nó cũng xem như kiểu là phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội ấy mọi người ạ. Đó, đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Đây, thực tế phòng bếp của ngôi nhà như quý vị nhìn thực tế ở đây nha, đã được hoàn thiện xong hết rồi. Tủ bếp là tủ gỗ sồi, xung quanh bếp thì ốp đá ốp bếp và cái mặt bếp ốp đá granite, phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa đều được hoàn thiện xong hết. Với cái diện tích 30m thì phòng bếp nó không được quá to đâu mọi người ạ, nó nhỏ nhắn xinh xắn, tuy nhiên cái công năng sử dụng thì vẫn là ok. Và với cái phần phòng bếp này thì ở đây chủ có thiết kế luôn cho mình một cái cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Ngoài ra phần phòng khách, phòng bếp thì còn có một phòng vệ sinh. Đây chính là phần phòng vệ sinh của ngôi nhà ở dưới tầng 1, đáp ứng cho quý vị đầy đủ về cái bồn cầu. Đây, như Ngọc Ánh đứng thực tế ở đây mọi người nha. Đó. Đây. Ngọc Ánh cao 1m60 mọi người ạ, cho nên là với đây thì nó cũng đây. Như thế này thì hơi chạm đầu một tí. Ok. Phần cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tiếp theo, cầu thang đi lên thì toàn bộ cái tay vịn cầu thang thiết kế là gỗ. Đó. Và như ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy là inox nhá. Với cái phần mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp toàn bộ là đá granite. Vậy thì trên tầng 2, 3 của ngôi nhà thiết kế ra sao? Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 2, 3 của ngôi nhà. Với tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế với tầng 2 như sau. Cụ thể Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đó là phần bước chân lên phía cầu thang thì có hai phòng ngủ hai bên và một phòng vệ sinh ở giữa. Mời mọi người theo em vào phía căn phòng ngủ đầu tiên. Đây chính là cái phía căn phòng ngủ đầu tiên của ngôi nhà. Như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, căn nhà này chủ đầu tư có thiết kế tặng nội thất cho mình thì gồm một bộ bàn ghế sofa ở phía dưới tầng 1, đồng thời phòng ngủ là có thiết kế luôn là tủ quần áo cũng như là giường mọi người ạ. Đó. Với cái diện tích nhỏ thì chủ đầu tư thiết kế cũng tối ưu cái công năng, thay vì cái cửa cánh mở ra thì ở đây chủ đầu tư thiết kế cửa cánh lùa. Với cái màu sắc tủ cũng rất là nhã nhặn. Cái chiếc giường này thì kích thước là 1m8, 2m mọi người nha. Đó, đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị. Rất là chắc chắn, tủ gỗ, giường gỗ, hợp lý, ban công mở được ra phía bên ngoài. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Đây. Với cái căn phòng này thì về ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa cũng đều được lắp đặt đầy đủ chỉn chu hết rồi quý vị ạ. Chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Cái phòng của nó thì tuy nó nhỏ thôi nhưng mà về cái công năng sử dụng thì như quý vị nhìn thực tế đây, cái tủ quần áo xếp rất là hợp lý, chiếc giường để đây cũng rất là ok. Đó. Cửa thông phòng thì thiết kế ở đây là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và tiếp theo mời mọi người theo em vào căn phòng ngủ thứ hai ở phía bên trong của ngôi nhà.
đây mọi người nha. Đó, cũng được thiết kế ở đây. Thì lại thiết kế kiểu này mọi người ạ. Đó, cũng tủ nhưng mà lại không thay thay cánh lùa bằng cánh mở. Đây, giường đây, khá là ok đúng không mọi người? Nhỏ nhắn, xinh xắn thôi nhưng mà đáp ứng được cái công năng, giá chào bán thì vô cùng hợp lý. 1 tỷ 900 triệu đồng với một cái căn nhà thiết kế 3-4 phòng ngủ như thế này, quá là ok. Ngoài ra phần tầng 2 còn có một phòng vệ sinh. Với cái phòng vệ sinh tầng 2 này thì quý vị nhìn thực tế ở trên video nha. Đầy đủ bồn cầu này, hệ thống sen tắm nóng lạnh, lavabo này, quạt hút mùi và cái ống chờ dây chờ để lắp bình nóng lạnh nha. Đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng theo từng tầng. Đây là tầng 2, mời người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nha. Khi bước chân lên phía tầng 3 của ngôi nhà thì ở đây ngập tràn ánh sáng bởi vì có một ô giếng trời để lại thoáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế như sau quý vị ạ. Tầng 3 của ngôi nhà ở đây thiết kế gồm một phòng ngủ ở phía bên trong nữa. Như vậy căn nhà này có 3 phòng riêng biệt. Tất cả các phòng thì đều được có ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa, cửa sổ thông thoáng. Cửa đây. Và đây là phần để máy giặt mọi người ơi. Đây quý vị nhá, đây là phần để máy giặt ạ. Đó, rất là hợp lý. Quý vị nào đang tìm nhà hướng Tây Nam giá 1 tỷ 9 thì alo em. Tiếp theo, đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Đó mọi người ơi, mọi người có thể tham khảo với cái diện tích 30m mà thiết kế như thế này, có hợp lý hay không? Mọi người có thể để lại dưới phần bình luận giúp Ngọc Ánh nha. Đó, đây là phần sân phơi, quá là thoáng luôn mọi người ạ. Đó. Với 30m ở quê thì nói thật là các bác nghĩ rằng nó quá là bé để thiết kế lên một căn nhà, nhưng với ở Hà Nội thì nó là tấc đất tấc vàng mọi người ơi. Cho nên quý vị nào muốn tham khảo về cái nhà đất ở Hà Nội, muốn tìm những căn nhà giá rẻ, diện tích 30 cho tới 35m thì đến ngay với Nhà Tốt nha. Mọi người muốn tìm hiểu thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh tại số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ Nhà Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.